Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay thì Vân cũng xin chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn về kết quả của một bạn vừa thực hiện cái liệu trình 10 ngày xong ở tại đây. Thế thì xin chào bạn, và bạn có thể là chia sẻ giới thiệu bạn tên là gì và bạn đến từ đâu không? Mình là Kim Nhan, mình đến từ Hà Nội, Xuân Đỉnh, Hà Nội. Qua 10 ngày mình trải nghiệm dịch vụ khỏe đẹp thực thông liệu pháp của cô Hải Vân thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Trước khi đến với trung tâm thì mình có một cái khuôn mặt nó hơi bị lệch, cười nó có miệng nó hơi lệch. Nhưng mà qua và bên thái dương mình là có bị gồ. Đấy là qua một liệu trình trải nghiệm về cái dịch vụ thập thông liệu pháp của cô Vân là giám đốc trung tâm ấy, thì là mình thấy khuôn mặt của mình cân, miệng cười nó không bị méo như trước nữa, và nói chung là trải nghiệm cả thấy hài lòng. Hài lòng á. Thế còn ví rất dụ là như ở trên người của mình nữa như thế nào? Trên người thì được cô Vân tặng cho 2 buổi đó, làm thập thông ấy, thì cái chương trình Tết là được ưu đãi là 10 buổi ở khai trên thông 10 vị trí ở trên cơ thể đấy, thì 10 vùng cảm thấy rất là thông thoáng, là cảm thấy dễ chịu và cảm thấy thích, rất là hài lòng. Vâng, rất là cảm ơn chị. Bởi vì và khi chị đến đây mà điều trị thấy là trung tâm lúc nào cũng vui tấp nập, không ạ? Có đông lắm. Và mọi người khi được chữa thì chị thấy cái cảm nhận chung là cái không khí ở đấy như nào, và mọi người có thấy phấn khởi không? Cảm nhận chung thì của mọi người ai đến đây thì cảm thấy rất là hài lòng và vui vẻ, phấn khởi lắm. Đấy. Và khi ra về thì cảm thấy rất là ưng ý. Rất là cảm ơn là chị Nhan cũng đã chia sẻ với cộng đồng, bởi vì là có nhiều người thì cũng chưa biết đến khỏe đẹp thập thông liệu pháp là gì đâu ạ. Mặc dù Vân thì cũng đã dạy 113 khóa học rồi, cả ở trong nước và châu Âu. Thế nhưng mà có lẽ là 113 khóa là vẫn là muối bỏ bể. Và trước đây người ta vẫn thường biết đến xoa bóp bấm huyệt qua cái trường Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội về xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, hoặc là có thể qua các cái lớp về tác động cột sống của thầy Tham Tán, đúng không ạ? Hay là các cái lớp như là thập chỉ liên tâm, hay là của thầy Dư Quang Châu, hay là biết đến diện chẩn điều khiển liệu pháp của thầy Vũ Quốc Châu này, hay là cái phương pháp thập chỉ đạo của cụ Huỳnh Thị Lịch, đúng không ạ? Thế nhưng mà có lẽ là thập thông liệu pháp là coi như là đàn con cháu hậu duệ là đi sau. Thế mà mặc dù là vẫn đi về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho đến nay là cũng là hơn 16 năm rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người chưa biết đến, thì mong rằng những cái thông tin chia sẻ từ chị đây thì cũng là một trong những là cái niềm vui để chia sẻ với cộng đồng, và mong nhiều người được biết đến hơn với khỏe đẹp thập thông liệu pháp là một cái phương pháp mà để chăm sóc cho sức khỏe của mình, cũng là một cách toàn diện, tức là họ làm trên khắp toàn thân. Mà chị thấy có bị đau không ạ? Khi không. Mà tác động có bị đau không ạ? Rất là êm nhẹ, êm nhẹ, tức là chịu lắm. Làm ở trên người cũng không bị đau, và kể làm ở trên mặt cũng không bị đau, đúng không ạ? Thế nhưng mà thấy cải thiện là rất phấn khởi, bởi vì nhiều người nghĩ rằng là ôi ở cái đầu mấy cái xương mặt nó cứng như thế bao nhiêu lâu nay rồi mà làm đấy có chắc là phải đau chết người ấy, đúng không? Nhưng mà êm, thực tế thì rất là êm và không đau, bởi vì nó có cái kỹ thuật các bạn, đều dựa trên cái hình ảnh giải phẫu cơ thể người, và làm xong thì ai cũng rất là sung sướng và thấy là kinh ngạc, đúng không? Rất là vui. Đấy, và chị vừa rồi chị chứng kiến như là bạn Huệ ở bên Nga về đấy, chị thấy phấn khởi không? Bạn Huệ thì bạn bị tai nạn 20 năm đi. 22 năm. 22 năm mà trong một ngày đấy là bị hai tai nạn luôn. Thế mà cuối cùng là thấy phấn khởi đến mức nào? Mặt nhờ? Bạn lệch nhiều lắm, nhưng mà bây giờ bạn kéo lại cái khuôn mặt cân đối gần như là hoàn toàn. Đúng rồi. Bạn thực phấn sự khởi. Khóc luôn ngay từ buổi đầu. Phấn khởi lắm, và trong người nó lệch lạc. Nói chung là tựu chung là tất cả mọi người đến với khỏe đẹp thập thông liệu pháp ra về đều rất đều là hoan hỉ, đúng không ạ? Hoan hỉ lắm. Thế nhưng mà về sau này thì chị cũng thỉnh thoảng là bớt chút thời gian là ra đây để bảo dưỡng, là phải đến bảo liên dưỡng tục. Và đến khi mà cũng học, chị cũng học lớp online rồi, đến lúc lớp mà có lớp rồi. Học trực tiếp nữa thì chị lại nên thu xếp đi học để có được nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị nhá. Mình vâng. Sẽ học thêm được những kiến thức để có gì mình chia sẻ đến cộng đồng, thì bởi vì học là vô bờ mà chả bao giờ thừa đâu. Đúng rồi, rất là cảm ơn chị. Có gì để giúp đỡ những người thân và ai có duyên, đủ duyên thì mình sẽ đúng rồi. Chúc chị sức khỏe dồi dào, càng ngày càng xinh đẹp hơn. Vâng. Thực tập thêm nữa để mình còn tốt hơn nữa nhá. Cảm ơn rồi. Cô Vân nhiều cảm nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trung tâm rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị ạ. Chào tất cả các bạn.